Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video chiều nay, chiều 29 tháng 7 năm 2022. Thì trong video chiều nay chúng tôi cập nhật nhanh tiến độ tình hình của dự án tái khởi công Sài Gòn One Tower nằm ở ngay vị trí góc đường Hàm Nghi, Tô Đức Thắng và Võ Văn Kiệt. Thì theo nhận mới nhất của chúng tôi chiều ngày 29 tháng 7 năm 2022 thì đơn vị thi công vẫn tiếp tục ốp kính nha các bạn, và đã lên tới hàng thứ 13-14 rồi. Còn riêng hàng thứ 12 thì chiều hôm nay chúng tôi cập nhật thì đơn vị công đang tiếp tục gắn khung nha các bạn, vẫn chưa ốp kính. Thì hôm nay thời tiết khá trong lành, ít mây, thì cái sự phản chiếu có vẻ đẹp hơn ở những video trước các bạn. Vậy là với tiến độ này thì đơn vị thi công ốp kính khá nhanh nha các bạn. Thì một số bạn có nói rằng là cái kính ốp là do có khả năng kính cũ phục hồi lại. Tuy nhiên thì một số bạn cho rằng là kính này kính mới hoàn toàn. Riêng cái loại kính lớp 2 là hình tam giác các bạn thì vẫn chưa có ốp nha các bạn. Khả năng là do đơn vị cung cấp chưa có hàng nha các bạn. Phải chờ. Cái tấm kính đầu tiên nó chỉ là mẫu thôi các bạn. Hiện nay cái tiến độ ốp kính khá nhanh nha các bạn. Ngày trung bình là một hàng, hai hàng. Từ cái phía vận thang thi công ra cái phía mặt tiền đường Hồ Tùng Mậu các bạn. Hiện nay theo quan sát chúng tôi thì đơn vị thi công bắt đầu tháo dỡ cái vận thang thi công ở phía mặt tiền đường Võ Văn Kiệt các bạn. Khả năng để chuẩn bị tiếp tục ốp ở cái vị trí thang vận ra cái phía mặt tiền đường Hàm Nghi nha các bạn. Bên phía mặt tiền đường Hàm Nghi vẫn còn một cái vận thang thi công nữa các bạn, như vậy là cũng đủ phục vụ cho công tác chỉnh trang thi công của dự án rồi các bạn. Đó, đây là phía mặt tiền đường Hàm Nghi, vận thang thi công vẫn còn đấy các bạn, thì vẫn có khả năng đưa thiết bị máy móc đi lên vận thang ở phía mặt tiền đường Hàm Nghi. Bên trong đang tiến hành chuẩn bị lắp đặt cái thang máy ở bên trong, thì chắc chắn bổ sung bên trong, thì chắc chắn sau khi mà hoàn thiện hệ thống thang máy bên trong thì cũng phần nào cũng vận chuyển công nhân cũng như là thiết bị đi lên cái đường bên trong. Và đồng thời ở phía trên nóc tòa nhà thì cũng có hai cái cầu thi công nha các bạn hỗ trợ nữa. Như vậy là đơn vị thi công hiện nay đã tháo gần xong cái vận thang thi công ở phía mặt tiền đường Võ Văn Kiệt rồi các bạn. Và phía mặt tiền đường Hàm Nghi thì vẫn giữ nguyên nha các bạn. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật với góc nhìn trên cao để các bạn nhìn với góc nhìn toàn diện hơn. Đây là cái phía mặt tiền đường Tô Đức Thắng và Võ Văn Kiệt nha các bạn. Thì đơn vị thi công vẫn chưa tháo dỡ cái lớp kính cũ này các bạn. Đó, từ cái vận thang thi công nữa các bạn ra cái phía mặt tiền đường Hàm Nghi. Thì đơn vị thi công vẫn đang tiến hành tháo dỡ cái vận thang thi công ở phía mặt đường Võ Văn Kiệt. Thì sắp tới là đơn vị thi công sẽ ốp từ cái vị trí thang vận này ra cái phía góc đường Hàm Nghi với Tô Đức Thắng nha các bạn. Đó. Thì đơn vị thi công đã tháo xong cái vận thang thi công ở phía mặt tiền đường Võ Văn Kiệt tới tầng thứ 13 rồi các bạn. Trong ngày mai thì xong thôi. Đơn vị thi công tiến hành ốp từ cái vị trí này ra cái bìa phía đường góc đường Hàm Nghi phía Tô Đức Thắng này các bạn. Đó. Như vậy chúng tôi cập nhật nhanh tiến độ tình hình của dự án Sài Gòn One Tower ngày 29 tháng 7 năm 2022 để các bạn nắm bắt được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi. Mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.